Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm án. Sau chừng 20 giờ đồng hồ hoảng loạn chạy trốn trong rừng, anh Đỗ Văn Hiền tìm được đường về lán trại và gặp anh Hoàng Ngọc Cương. Anh Hiền báo tin cả 5 bạn cùng đi rừng đều đã bị sát hại. Lập tức cả hai báo tin cho cơ quan chức năng cũng như gia đình các phu trầm xấu số. Theo lời kể của anh Hiền, anh cùng các phu trầm bị khống chế khi đang dựng lán đào trầm ở khu vực Khe Trà Lì, Bản Cợp, xã Hữu Lập. 7 người bị buộc tay bằng dây dù, hai tay bắt ra phía sau lưng và buộc nút thắt từ người này qua người kia theo một hàng dọc. Sau đó, ba kẻ thủ ác ép các phu trầm di chuyển về hướng biên giới để đến bản Tà Vọ, huyện Sê Bôn. Sau khi cho một người về lấy tiền chuộc, chúng dẫn 6 người bọn tôi đến cạnh một con suối ở Tà Vọ. Giữa đêm, các hung thủ dùng dụng cụ đào một hố sâu bên suối, rồi kéo từng người xuống để sát hại. Nhóm thủ ác kéo anh Nguyễn Văn Sáu, phu trầm trẻ nhất, đến bên miệng hố. Chúng bắt anh ngồi xổm, quay mặt về miệng hố. Hai kẻ giữ chặt nạn nhân, trong khi tên còn lại cầm gậy táng mạnh liên tục, đến khi nạn nhân ra đi, xong rồi đẩy luôn xuống hố. Cả năm phu trầm đầu tiên lần lượt bị ra tay thảm sát với cùng kịch bản man dợ như thế. Và anh Hiền là người thứ 6. Tuy nhiên, trong lúc các hung thủ đang ra tay dưới suối, anh Hiền may mắn cởi trói được và chạy trốn. Cả nhóm giáo giết tìm bắt anh, nhưng màn đêm, ken đặc và rừng núi đã giúp anh trốn thoát được lũ sát nhân tàn bạo. Lấy mạng người tàn độc. May mắn thoát nạn trở về từ nhóm bắt cóc tống tiền trong rừng sâu thuộc khu vực biên giới Việt Lào, anh Đỗ Văn Hiền, thôn Chay, xã Quảng Minh vẫn còn chưa hết bàng hoàng khiếp sợ. Anh Hiền kể, nhóm của anh có 5 người vào rừng tìm trầm, sau đó nhập thêm với 2 nhóm người khác, tổng cộng là 15 người. Sau gần 1 tháng lặn lộn trong rừng, do hết lương thực nên 7 người trong nhóm ra ngoài đi mua gạo. Khoảng 11 giờ trưa, một người đang đi hái rau rừng, còn lại 7 anh em đang nghỉ trong lán, thì bất ngờ có 3 kẻ bịt mặt cầm hung khí nóng xuất hiện. Chúng bắt cả 7 người ra bên ngoài xếp hàng. Nếu không nghe lời sẽ nã thiệt mạng. Tiếp đó chúng buộc tay mọi người lại rồi dẫn đi. Cả nhóm băng rừng, đến khoảng 3 giờ chiều thì dừng lại dựng lán, nấu ăn. Một tên bắt cóc nói mỗi người trong nhóm tìm trầm phải nộp cho chúng 15 triệu mới cho về. Lúc này, anh Hoàng Văn Hà nói sẽ về nhà lấy tiền để nộp. Khoảng 6 giờ, bọn bắt cóc đưa cơm đến cho anh Hà ăn, rồi để cho anh về nhà lấy tiền với điều kiện tối thiểu 3 ngày sau phải có mặt, giao tiền chuộc, nếu không sẽ khử 6 người còn lại. Khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 3, bọn chúng đột nhiên đánh thức chúng tôi dậy, cấp cho mỗi người một điếu thuốc. Cứ người nào hút xong điếu thuốc đều bị chúng lôi đến miệng hố, đào sẵn cách đó hơn 30 mét. Tiếp đó là tiếng thình thịch, cồm cốp vang lên. Không biết chuyện gì xảy ra, khi chúng tôi đến người thứ 5, tôi thấy tên cầm hung khí đang tập trung xem điện thoại nên bung dây, vùng chạy. Chúng đuổi theo không kịp. Ngày hôm sau quay lại, tôi chỉ thấy một đống đất mới đào, bên trên có phủ mấy cành cây vừa bị đốn, xung quanh có nhiều vết huyết. Biết là mấy anh em trong nhóm đã bị chúng sát hại nên tôi quay về báo cho người nhà đến nhận thi hài. Trên đường về, anh gặp nhóm về lấy gạo đang gùi gạo lên. Anh Hiền kể lại sự việc rồi cùng họ tới đồn biên phòng Củ Bai, Quảng Trị trình báo. Sau sự việc, thi hài các nạn nhân đã được đưa về quê mai táng, nhưng nỗi đau mất người thân của họ vẫn còn rất nặng nề. Giáo giết truy bắt hung thủ. Sau vụ án mạng kinh hoàng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với tỉnh Quảng Trị tập trung lực lượng để điều tra, truy bắt những kẻ bắt cóc, lấy mạng người dã man. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nơi năm phu trầm bị lấy mạng thuộc vùng rừng núi giáp danh giữa xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị với huyện Lệ Thủy, Quảng Bình và tỉnh Savannakhet, Lào. Hai nhân chứng sống sót trở về trong nhóm tìm trầm người Quảng Bình là Hoàng Văn Hà,
và Đỗ Văn Hiền cũng đã được cơ quan điều tra mời vào Quảng Trị nhận dạng đối tượng nghi vấn. Để nhanh chóng phá vụ án mạng nghiêm trọng trên, cơ quan điều tra đã tung gần 100 cán bộ giỏi vào cuộc truy bắt những kẻ lấy mạng người, giấu thi hài. Sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng thẳm, hai đối tượng Hồ Văn Công sinh năm 1975, trú tại xã Hướng Sơn và Hồ Văn Thanh sinh năm 1974, trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong nhóm gây ra vụ án lấy mạng 5 phu trầm tại vùng giáp biên giới Việt-Lào, đã bị lực lượng công an biên phòng Quảng Trị, Quảng Bình và nước bạn Lào bắt gọn. Sau khi di lý hai nghi phạm về đến cơ quan điều tra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 3 tháng 4, các điều tra viên đã tập trung lấy lời khai của những kẻ thủ ác. Đáng chú ý, hai hung thủ đã khai rõ từng chi tiết một cách tỉnh queo. Theo như lời khai này, thì kịch bản vụ bắt cóc, tống tiền, lấy mạng người đã được chúng lên kế hoạch từ trước. Các đối tượng tính sau khi người đưa tiền đến sẽ thủ tiêu toàn bộ các nạn nhân. Hồ Văn Công và Hồ Văn Thanh khai nhận, khoảng giữa tháng 3, hai người gặp nhau tại trung tâm xã Hướng Việt và lên kế hoạch vào rừng bắt cóc tống tiền những người đi tìm trầm, rồi lấy mạng phi tang, hỏng bịt đầu mối. Với kế hoạch này, cả hai đã sang bản Tà Pong để rủ thêm một người quen tham gia vào việc bắt cóc đòi tiền chuộc. Sau đó cả ba vào rừng, chọn địa điểm suối Sa Lì, thôn Cợp, thuộc xã Hướng Lập, Quảng Trị, giáp Quảng Bình, săn mồi. Đúng như kế hoạch, ngày 23 tháng 3, ba tên này đến một lán trại của 8 người dân Quảng Bình đang ở. Lúc này trong lán có 7 phu trầm, người còn lại đang đi hái rau. Lập tức 7 phu trầm bị ba đối tượng khống chế bằng hàng nóng. Bọn chúng ra giá buộc 7 phu trầm phải nộp mỗi người 15 triệu đồng mới được thả, rồi buộc anh Hoàng Văn Hà quay về nhà để lấy tiền vào chuộc các phu trầm. Trả lời câu hỏi của điều tra viên, sao không đợi người đưa tiền chuộc vào mà đã ra tay với các phu trầm? Công và Thanh lạnh lùng khai, trước khi vào rừng bắt người, bọn chúng đã có kịch bản. Sau khi bắt người sẽ cho một người về nhà lấy tiền chuộc. Số người bị giữ lại sẽ bị khử hết và lấp đất vào một hố. Đợi đến khi người mang tiền chuộc vào đưa cho bọn chúng sẽ lấy mạng luôn để bịt đầu mối. Tuy nhiên 2 giờ sáng ngày 24 tháng 3, trong lúc lấy mạng 4 phu trầm, thì anh Đỗ Văn Hiền, người bị bắt đã nghe một phu trầm hét lên trong lúc bị hành quyết rằng bọn chúng lấy mạng cả rồi. Nghe vậy đến lượt bọn bắt cóc dẫn giải anh Hiền ra hố. Lập tức anh Hiền vung chạy và thoát thân. Bị Hiền chạy thoát thế nào cũng báo cho người cầm tiền vào chuộc và sẽ cùng với cơ quan chức năng lùng bắt. Ba đối tượng đã lấy mạng luôn phu trầm thứ 5 rồi trốn vào rừng sâu. Cả Công và Thành đều tỉnh queo, khai rằng trước đó chúng bắt các phu trầm đào sẵn hố, cứ khử một người xong chúng lại đẩy xuống hố. Thượng tá Công cho biết thêm, sau nhiều ngày lẩn trốn ở hang đá tại rừng ma, lương thực và nước uống của hai đối tượng lấy mạng 5 phu trầm đã cạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình hai bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thanh, hung thủ lấy mạng dã man 5 phu trầm tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.